Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 24 Người tìm đường lên cấp vì sao. Tuần số 13 vở bài tập môn tiếng Việt lớp 4 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 81 nào. Ta sẽ đến cái phần viết này với nội dung là viết đơn. Như vậy ta yêu cầu này, chọn một trong hai cái đề dưới đây. Đó, người ta cho mình cái đề số 1 này: viết đơn xin tham gia câu lạc bộ em yêu thích. Đề số 2 là viết đơn để xin nghỉ một buổi học. Đó, như vậy đây chúng ta có hai cái đề, đúng không nào? Một đề là tham gia một cái câu lạc bộ nào đó, có thể bóng đá, có thể câu lạc bộ khoa học, có thể câu lạc bộ cầu lông, võ thuật, bóng chuyền, bơi lội, đúng không nào? Ấy, ở trường các em sẽ có rất là nhiều các câu lạc bộ. Ok. Và cái đề số 2 là đơn để chúng ta xin nghỉ một buổi học vì cái lý do là gì, có thể bị bệnh, bị ốm hoặc là bị gì đó, được chưa nhỉ? Rồi. Như vậy ở đây thì yêu cầu này, dựa vào kết quả tìm hiểu về cách viết đơn ở trang 79 và 80, viết đơn theo yêu cầu mà chúng ta đã chọn. Đấy, tức là chúng ta sẽ dựa vào cái gì? Cái dàn ý ở trên này này. Đấy, 79, 80. Đấy, thì chúng ta sẽ viết một cái đơn. Được chưa? Đơn nhằm mục đích gì? Đó, viết do ai? Gửi cho ai? Và nội dung của nó, được chưa nhỉ? Đấy, vậy thì giờ chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta hoàn thành một cái đơn nhé. Vậy thì nhớ rằng trong cái đơn của chúng ta á, trình tự, quốc hiệu này, tên này, kính gửi này, ai này, nội dung và chữ ký đừng bao giờ quên mẫu đơn nhé. Được chưa? Vậy thì giờ nếu mà chúng ta sẽ chọn trong cái đề số 1 á, thì đây là cái đề liên quan tới tham gia một câu lạc bộ. Thì các em có thể tham khảo ở trong đâu? Trong sách giáo khoa này, mẫu này đã có nhá. Đây là tham gia câu lạc bộ sáng tạo. Như vậy em có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn hoặc bơi lội gì được, đúng không nào? Vậy thì các em sẽ dựa vào đây nếu em nào chọn đề số 1. Được chưa? Vậy thì để cho nó dễ á, thì thầy sẽ chọn cái đề số 2. Đó là chúng ta sẽ viết để xin nghỉ mấy? Một buổi học nha. Được chưa? Đó. Vậy thì để viết cái đơn này thì chúng ta sẽ tham khảo cái mẫu mà thầy làm ở đây. Rồi, chúng ta sẽ có đầu tiên là phần quốc gì? Quốc hiệu, đúng không? Đấy. Phần quốc hiệu của chúng ta thì phải có, đó là gì? Cộng hòa. Đúng chưa nhỉ? Cộng hòa này. Cho nhỏ lại nhé. Này, chữ hơi lớn rồi. Mười ba thôi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này, Việt Nam. Được chưa? Đấy, đây là phần mà chúng ta không bao giờ được quên. Đó là quốc hiệu, tiêu ngữ. Rồi nhớ ở trên là in gì? In hoa, có dấu. Và ở dưới này này, thì kem lại là viết là gì? Dạng chữ thường nhá. Độc lập. Độc lập này. Tự do. Hạnh phúc. Ok. Được chưa? Đấy. Sau cái phần này thì chúng ta sẽ đến tên của cái đơn. Đấy, tên của đơn này. Thì chúng ta sẽ ghi đơn xin nghỉ một buổi học. Đấy, các em có thể viết cái phần này là viết hoa cũng được cho nó đẹp. Đơn xin nghỉ một buổi học nhá. Rồi, như vậy cái phần này thì chúng ta lưu ý là chúng ta cũng phải đặt ở đâu? Ở giữa nhá. Ngay giữa cái giấy kẻ của mình nhé, cho nó chuẩn. Máy này rất là khó điều khiển nhé.
Rồi. Phần tiếp theo là chúng ta cần phải có đó là gì? Đơn này gửi cho ai, đúng không? Đó thì các em phải kính gửi ai? Đấy, cô giáo hay là thầy giáo gì đó, chủ nhiệm lớp. Đấy, chẳng hạn như là 4A2, thấy chưa? Đấy, các em học lớp nào chúng ta kính gửi ở lớp đó. Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Và gì? Và thầy cô. Đấy. Thầy cô bộ môn nữa mới được nhá. Bộ môn. Đấy, lớp 4A2. Rồi. Bây giờ mới tới cái người viết này, ai viết, đúng không? Đấy, thì em tên là Huỳnh gì đó, đúng không? Đấy, ví dụ như là Huỳnh Văn Đạt. Đấy, chẳng hạn thầy lấy tên là như vậy nhá. Rồi. Học sinh lớp 4A2. Ok. Được chưa? Đấy, sau đó chúng mình sẽ xuống dòng này, nêu cái lý do, đúng chưa nhỉ? Em viết đơn này. Đấy, các em viết ngắn gọn thôi. Xin phép quý thầy cô. Đấy, cho nó trang trọng, đúng không? Quý thầy cô được nghỉ học một buổi. Đấy, nghỉ học. Ở đây chúng ta là một buổi, đúng không? Đấy. Được nghỉ học một buổi. Đấy. Các em ghi rõ cái buổi đó là ngày bao nhiêu. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đấy. Ghi rõ buổi học của chúng ta là ngày bao nhiêu. Đấy. Chẳng hạn như thầy lấy ngày hôm nay đi. Là ngày 10. Đấy. Tháng 11. Năm 2023 chẳng hạn. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đó. Rồi, bây giờ các em sẽ ghi ở dưới là lý do sao mà em nghỉ, em xin nghỉ. Đấy, chúng ta phải trình bày rất rõ đây là lý do. Lý do là gì? Em có thể là bị sốt, đúng không? Đấy, lý do em bị sốt. Được chưa? Đơn giản vậy thôi. Rồi, chứ chúng ta không có lý do nhà em có công việc hay nhà em có công chuyện đâu nha các em. Đó, chúng ta chỉ được nghỉ trong những trường hợp này gì, chúng ta bị bệnh hoặc ở nhà chúng ta là có tang, ví dụ như là những cái người thân của mình mất đó. Đó. Cùng lắm thì những cái ngày mà có đám cưới thì chúng ta cũng có thể nghỉ được. Nhưng mà thông thường thì chúng ta chỉ nghỉ khi bệnh hoặc nhà có tang thôi nhá. Đấy, còn tất cả những cái khác thì mình chỉ là cái người dự thôi, chứ đừng có lý do nhà em có công chuyện hay nhà em có công việc hay cái gì nha các em. Rồi. Và khi mà ghi lý do xong thì chúng ta sẽ phải có lời hứa này. Em hứa sẽ gì? Sẽ chép bài, đúng không? Và học bài đầy đủ. Đấy. Trước khi gì? Trước khi đến lớp. Đấy, tức là gì, mình phải hứa nha. Phần này là phần cần phải có đấy. Rồi. Vậy thì tiếp tục mình sẽ làm sao? À, rất mong quý thầy cô, đúng không? Đấy, quý thầy cô chấp thuận. Ok. Xong chưa? Rồi. Em xin chân thành cảm ơn. Đấy. Em xin chân thành cảm ơn. Hay không? Đấy, mẫu đơn này cực kỳ là ok nhé các em. Rồi. Và xuống dưới này á, thì chúng ta phải có cái gì? Có đầy đủ địa điểm, đúng không? Đấy, và thời gian.
Rồi. Lưu ý này, ở đây á thì chúng ta sẽ phải có cái phần gọi là gì? Ngày tháng này. Được chưa? Đấy, chẳng hạn kem ở đây là gì? Hà Nội. Đấy, Hà Nội này. Rồi, ngày bao nhiêu? Đó, kem nghỉ học ngày 10 tháng 11 thì kem phải viết trước đó đúng không? Đấy, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2023. Đó, được không nhỉ? Rồi, và kế tiếp sẽ là gì? Người viết. Đó, trong đó ta ký gì? Ký tên vào đây. Được chưa nhỉ? Đấy, ký tên nhá. Và ghi rõ họ tên dưới này, Huỳnh Văn Đạt. Ok. Được chưa nhỉ? Đó, như vậy thì đây chính là một cái mẫu để cho các em tham khảo nha. Đấy, người ký đây là Huỳnh Văn Đạt này. Được chưa? Và bên này này. Phía bên này này thì chúng ta cần phải có gọi là gì? Chữ ký của cha mẹ học sinh. Nhớ nha. Chữ ký của cha mẹ học sinh. Đấy. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ đưa cho cha hoặc mẹ ký vào đây. Được chưa? Đấy, họ tên, ghi rõ họ tên vào đây. Tên là gì đó, cha mẹ tên gì thì chúng ta ghi vào đây, đúng không nào? Ok. Được chưa? Đấy, như vậy thì đây chính là gì? Một cái mẫu đơn để chúng ta xin phép nghỉ học một buổi vì lý do là gì? Chúng ta bị sốt nhá. Được chưa? Ok. Rồi. Sang bài tập số 2. Đọc soát và chúng ta gì? Chỉnh sửa. Như vậy thì yêu cầu này. Đơn em viết đã có những thông tin nào dưới đây? Đó, quốc hiệu, tiêu ngữ có đúng không? Cộng hòa này. Tiêu đề tức là đơn xin phép được nghỉ học một buổi này. Nơi nhận là ai? À, cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn này. Giới thiệu bản thân. Đấy, em tên là, đây lớp 4A2. Và lý do có không? Có đúng không nào? Đấy. Địa điểm, thời gian viết có không? Hà Nội ngày bao nhiêu? Rồi, chữ ký họ tên của người viết đơn đầy đủ nhé. Rồi, và chúng ta sẽ sửa cái lỗi nếu có ở đây. Đấy, thì em thấy có cái lỗi gì thì chúng ta có thể sửa vào đây. Được chưa? Ok. Rồi, sang bài tập số 3 nào. So sánh hai cái đề bài ở trang 81. Theo em, mỗi đơn sẽ khác nhau ở nội dung nào? Như vậy phần này thì chúng ta sẽ thấy là gì? Khác nhau không? Khác nhau đúng không? Một đề là gì? Tham gia câu lạc bộ và một đề là nghỉ học. Như vậy thì sẽ khác nhau ở nội dung nào các em? Tiêu đề này là tên đơn này và nơi nhận. Đúng không? Đấy, sẽ khác nhau ở hai cái này đây các em. Nơi nhận, tiêu đề. Ok. Như vậy chúng ta có thể ghi ngắn gọn ở đây. Hai đề bài sẽ có sự khác nhau ở các nội dung. Đấy, các em ghi ra. Thứ nhất, nội dung thứ nhất khác nhau đó là gì? Cái tiêu đề. Đúng chưa nào? Tiêu đề nhé. Tiêu đề. Như vậy thì sao nó lại khác nhau ở tiêu đề? Đó, ở cái đề số 1 á. Đề số 1 thì đơn là gì? Đề số 1 là xin tham gia cái gì? Xin tham gia câu lạc bộ. Đúng chưa? Đấy. Còn ở đề số 2 thì tiêu đề của chúng ta là xin nghỉ học một buổi. Khác nhau chưa? Được nhá. Xin nghỉ học một buổi này. Ok. Rồi. Tiêu đề rồi. Thứ hai là gì? Nơi gửi. Đấy.
kính gửi hay là nơi gửi đó, đúng không? Như vậy thì ở đây á, kính gửi hay là cái nơi mà chúng ta gửi đơn á, thì cũng sẽ khác nhau, đúng không nhỉ? Đấy, ở đề 1 thì chúng ta sẽ gửi cho ai? À, ở đề số 1 á, thì chúng ta sẽ phải gửi cho ai đây? Đấy, các em tham khảo nè. Ban giám hiệu, được chưa nhỉ? Đấy, đúng chưa, đúng chưa? Đấy, gửi là ban giám hiệu. Đấy, thực ra không có ban giám hiệu trong nhà trường đâu nha các em, chỉ có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thôi. Rồi, đề 2 là mình gửi cho ai? À, đề 2 là gửi giáo viên chủ nhiệm và gì? À, giáo viên bộ môn. Đấy, đúng không chưa nhỉ? Đấy, vậy thì đây là gì? Cái sự khác nhau kính gửi. Rồi, cái khác nhau thứ ba nữa đó là gì? Khác nhau về cái nội dung, nội dung của đơn. Đó, nội dung của đơn ấy, ở đề số 1 thì các em thấy nội dung của đơn là gì? Là xin để tham gia, đúng không? Tham gia câu lạc bộ, đúng chưa nhỉ? Đấy, còn ở đề số 2 thì chúng ta lại là gì? À, ở đề số 2 á, thì chúng ta lại là gì? Nghỉ một buổi học, được chưa nhỉ? Đấy, khác nhau hoàn toàn nhé. Nghỉ một buổi buổi học, ok, đúng chưa? Đấy, như vậy thì đây là gì? Những cái sự khác nhau. Đấy, còn lại là về lời hứa này kia. Đấy, rồi ký tên là giống nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ có ba cái sự khác nhau: tiêu đề, kính gửi và nội dung. Được chưa? Khi mà nội dung này á, thì chắc chắn là gì? Nó sẽ có cái phần lý do, đúng không nào? Đấy, lý do nhá. Ok, rồi mình sang phần đọc mở rộng. Mình thì yêu cầu nè, đọc một câu chuyện về nhà khoa học và chúng ta viết thông tin vào cái phiếu đọc sách. Như vậy thì những cái này chúng ta có quá là nhiều, đúng không? Những cái dạng bài như thế này rồi, nên là gì? Thầy nghĩ là chắc chắn ai cũng có thể tự làm cái bài này được, đúng không? Đó, chẳng hạn như ở đây thì thầy sẽ có một cái câu chuyện về gì? Về Nobel. Đấy, các em biết giải thưởng Nobel mà, đúng không? Đấy, đây là cái ví dụ cho chúng ta tham khảo nha. Alfred Nobel này. Alfred. Đúng rồi, Nobel. Rồi, đây là người mà chế tạo thành công thuốc nổ nha các em. Đấy, người mà chế tạo thành công thuốc nổ. Đấy, như vậy ông này là cái người mà chế tạo thành công thuốc nổ đấy các em ạ. Vậy vì sao thầy lại chọn cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng nghe sau đây, đúng không nào? Đấy, chúng ta chỉ tóm tắt thôi, được chưa? Vậy thì ở đây á, thì thầy nói sơ qua cho để chúng ta nắm được. Thì Nobel ấy là cái người mà ông đã sáng chế ra cái thuốc nổ, và chính vì cái thuốc nổ đây này, nó đã làm cho cái nhân loại bước sang một cái giai đoạn mới trong cái quá trình mà chúng ta đấu tranh, hay gọi là gì, xâm chiếm đó. Những cái nước mạnh mà đi xâm chiếm các cái nước yếu đó, bắt đầu là có súng đạn, đúng không nào? Vậy thì với cái sự sáng chế ra thuốc nổ của mình đó, thì ông Nobel này ông rất là hối hận khi mà ông ấy đã phát minh ra cái này để cho những cái nước mà đi xâm lược đó, họ gây ra quá là nhiều những cái chết chóc đau thương cho nhân loại, đấy, cho thế giới, và đặc biệt là gì, cho con người. Đấy, và
đến cuối đời của ông ấy, thì ông hối hận về cái điều này, nên ông viết một cái di chúc là gì, toàn bộ tài sản của ông sẽ để lại đó, để làm một cái giải gọi là giải thưởng Nobel đó, giải thưởng Nobel cho những cái người mà phát minh sáng chế là vì hòa bình, vì nhân loại. Đấy, thì từ đó là cái giải Nobel nó được ra đời em nhé. Thì đấy là cái thông tin để cho chúng mình tham khảo thôi. Ok. Rồi như vậy thì tác giả ở đây á là Vũ Bội Tuyền nha các em. Tác giả của cái người mà viết cái này này, dịch cái này á là Vũ Bội Tuyền. Ok. Vũ Bội Tuyền nhá. Được chưa? Rồi ngày chúng ta đọc đó là ngày 10 tháng 11 đúng nhỉ? Rồi năm 2023. Ok. Rồi tên cái nhà khoa học được nhắc tới ở đây thì rõ ràng là chúng ta biết tên nhà khoa học là gì? Alfred Nobel. Được chưa? Quá dễ đúng không? Đấy, các em có thể chọn các cái nhà khoa học khác, giống như bữa trước là thầy cũng nói tới Archimedes đúng không? Vân vân, Marie Curie rất là nhiều, hoặc là gì ở trong nước chúng ta Lê Quý Đôn này, Huỳnh Tịnh Của nè, vân vân. Đấy. Như vậy phát minh hoặc là đóng góp của nhà khoa học này thì chúng ta sẽ thấy được đó là gì, ông đã phát minh ra cái thuốc nổ. Thấy chưa? Rồi, và có một cái đóng góp nữa của ông, đó là gì? Ông đã có cái quỹ dành cho đấy, quỹ để dành cho cái giải thưởng Nobel. Đấy, giải thưởng Nobel nhé. Mang tên ông luôn đúng không? Của nhân nhân loại, của thế giới đi. Ok. Tức là cái này là gì? Theo cái di chúc toàn bộ tài sản của ông đó. Được chưa nhỉ? Đấy, như vậy thì đây là một cái mà chúng mình tham khảo. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đánh giá sao cho mình. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải đánh giá mức độ sao ít nhất là từ 3 4 sao trở lên đúng không nào? Và ghi lại những cái thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh mà được bạn em chia sẻ. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ xem bạn của mình chia sẻ cái gì thì chúng ta có thể thấy hay ho hơn, thì chúng ta sẽ ghi lại vào đây. Ok. Rồi, sang phần tiếp theo đó là phần vận vận dụng. Kể tên một số cuốn sách hoặc là truyện viết về nhà khoa học và em có ấn tượng với thông tin nào của nhà khoa học đó. À, như vậy thì thầy vừa mới nói xong đúng không? Đấy, thì các cái cuốn sách, các cái cuốn truyện ở đây thì khá là nhiều rồi đúng không? Thì thầy có thể cho các em một cái cuốn sách đó là gì, truyện kể về. Đấy, tên sách này các em tìm ở trong thư viện hoặc là trong các nhà sách nhé. Đấy, thầy nghĩ là giờ ở đâu cũng dễ tìm rồi, truyện kể về. Thay vì chúng ta ngồi chơi game Liên Quân, thay vì chúng ta bắn PUBG đúng không, lướt tốp tốp hàng giờ, thì hãy mua cuốn sách này đọc. Chuyện kể về những nhà đấy, những cái nhà khoa học, những nhà cụ thể đây là gì, những cái nhà hóa học đi. Đấy, các em có thể mua rất là nhiều nhà hóa học, vật lý, địa lý, sinh học vân vân. Đấy, chuyện kể về những cái nhà hóa học nổi tiếng thế giới. Đấy, nổi tiếng thế giới. Được chưa? Đấy, vậy thì đây tính là tên gì? Tên sách. Rồi, tác giả. Tác giả là Vũ Bội Tuyền nha. Đấy, thì vừa giới thiệu trên á. Vũ Bội Tuyền. Và thuộc nhà xuất bản giáo dục. À xin lỗi, đây là nhà xuất bản lao động nha. Nhà xuất bản lao động. Đấy, xuất bản nhé. Rồi, vậy thì ấn tượng với thông tin của các cái nhà khoa học đó. Như vậy thì trong cái cuốn sách này này, được chưa? Trong cái cuốn sách sẽ viết về các cái cống hiến, được chưa? Đấy, các cống hiến này, rồi có thể là về cuộc đời đúng không? Đấy, của các cái nhà khoa khoa học
đấy, của các nhà hóa học, cụ thể đây nhà hóa học nha các em. Ok, đấy, như vậy đây là gì, sự ấn tượng mà chúng ta biết rồi chưa, xong nha. Vậy chúng mình đã hoàn thành được cái tuần số 10, 13, và hẹn gặp lại các em ở cái chủ đề mới, đó là chắp cánh ước mơ, với bài đầu tiên trong tuần 14, đó là bay cùng ước mơ. Bye bye.